Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ tiếp dẫn linh cốt Khương Linh ca sĩ Phi Nhung trở về chùa Huệ Quang để tổ chức tang lễ giờ phút này. Chúng con thành tâm đây đầu đảnh lễ cảm tạ chư tôn thiền đức tăng trong ban kinh sư và kiện thỉnh quý ngài hoan hỷ quang lâm về tại tổ đường để chúng con được làm lễ tác pháp. Kiện thỉnh quý ngài quang lâm chánh điện để chính thức tự hành tang lễ sáng hôm nay. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đài chứng minh. Một lần có tấm lòng bao la Phật, bàn tay thiện nguyện âm cần, điệu ru phù sa sông nước, tình người bát ngát mênh mông. Hôm qua Sài Gòn đã khóc, khóc trời nghẹn ngẹn tiếc thương. Những con mồ côi của mẹ về đâu lạc lõng vô thường. Phi Nhung ca sĩ, nàng về bỏ lại quên đi đứa con cuối trời nấm ruột,
bạn bè thân thuộc quốc quanh. Nàng mang tấm lòng của mình đi rồi còn lại giọt cát, mắt buồn ý thương ngang ngắt, quấn quýt trầm hương lụa là. Thương nàng tài hoa phận bạc, cả đời vất vả đa đoan. Thương nàng thương thương quá độ, xin cho được khóc một lần, xin cho được khóc một lần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô